Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn cách mà để các bạn có thể phân biệt được mấy con chuột này là con nào là đực hay con nào là cái nha. Thì cái này là nói chung là mình đã có làm một hay là hai cái video gì trên kênh của mình rồi. Đó, nhưng mà mình thấy một số bạn vô sao á cũng chưa có biết cách phân biệt nó cho chính xác. Đó, cho nên là hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video này nữa. Và mình sẽ gọi là làm rõ hơn cho các bạn dễ phân biệt hơn nha. Và một tí nữa mình sẽ để cái hình minh họa để cho các bạn có thể phân biệt được nó dễ dàng hơn nha. Và cách phân biệt này á là nhằm để cho những bạn nào mà muốn ghép hamster nó sinh sản á, thì các bạn có thể ghép đúng con đực với lại một con cái để mà nó có thể sinh sản được. Chứ mà các bạn ghép chung hai con đực lại với nhau hoặc là hai con cái lại với nhau thì nó chắc chắn là nó sẽ không bao giờ ghép được đâu. Đó, thì nó sẽ không có đẻ được đâu. Và cũng có một số bạn hỏi mình đó là khi nào mà ghép hamster thì khi nào mà nó đẻ. Thì cái này là cũng tùy theo hên xui thôi các bạn ơi, chứ mình không có biết trước đâu. Tại vì nói chung là có cặp thì nó ghép khoảng một tháng là nó đẻ các bạn. Đó, có cặp thì ghép hoài, ghép mãi luôn thì nó không có đẻ. Giống như cái cặp này mình ghép thì hình như là nó đâu khoảng một tháng rồi là nó đẻ rồi. Thì cặp này thì nó mới đẻ con lần thôi. Và mình đang ghép cho nó đẻ lần thứ hai, mà ghép bữa giờ cũng hơn tháng mà chưa, nó chưa có đẻ lần thứ hai các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ sử dụng hai một cái cặp chuột hamster này, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mà để phân biệt hamster được cái nha. Thì cái này thì phân biệt thì nó cũng khá là đơn giản đó các bạn. Nói chung là các bạn chịu khó mà để ý một tí là sẽ được thôi, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con đực nha. Thì có nhiều bạn nói là chuột mà màu trắng là chuột cái, và chuột màu nâu hoặc là chuột màu vàng gì đó là chuột đực. Cái đó là sai các bạn. Màu lông của nó là nó không có biểu thị cái giới tính của nó đâu nha. Màu lông của nó là chỉ để nói chung là cho đẹp. Đó, vậy thôi. Với lại phân biệt cái tên của nó thôi. Ví dụ con này là con vàng chanh nè các bạn. Đó, thì lông nó màu vàng vàng như thế này. Đó, và con kia là con màu đen đen á, nó nâu nâu á, thì cái đó là con sóc. Đó, ok. Rồi thì nói chung là màu lông thì nó sẽ không bao giờ phân biệt được giới tính đâu. Và các bạn muốn phân biệt được giới tính của nó thì các bạn phải lật cái bộ phận sinh dục của nó ra. Đây, lật nửa cái bụng nó ra. Nếu như mà các bạn nuôi dòng campbell rồi mà các bạn sợ nó cắn á, khi mà các bạn bắt lên như thế này á, thì các bạn có thể đeo những cái bao tay bằng vải hoặc là bằng cao su hay là cái gì đó để hamster nó cắn nó không có trúng tay các bạn nha. Ok, thì đây là mình nuôi cặp winter wild cho nên là mình lật cái bụng lên khá là dễ, nó hiền cho nên là nó không có cắn đó. Rồi bây giờ mình sẽ, con này là con đực tại vì mình coi trước rồi, mình bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bộ phận sinh dục nó sẽ như thế nào nha. Thì đối với con đực á thì bộ phận sinh dục của nó sẽ có hai cái lỗ đó. Một cái là cái chỗ mà nó đi vệ sinh á, con này nó nhô quá cho nên hơi khó coi các bạn ơi. Đây mình sẽ cố gắng giữ nó lại nha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trước con cái này đi nha. Thì con đực kia nó nhô quá mình không có cho các bạn xem được đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi con cái này trước, và để coi con cái thì các bạn cũng xem bộ phận sinh dục đó thôi. Đó, thì con cái thì nó cũng có hai cái lỗ đó. Một cái lỗ thì để cho nó đi vệ sinh, một cái lỗ người ta còn gọi là lỗ hormone á, cho nên là cho cái chỗ đó thì cho nó đi ị đâu đó. Ok, thì con cái thì hai cái lỗ của nó là hoàn toàn là sát nhau luôn đó, chứ nó không có cách nhau 1 cm như là con đực đó. Bây giờ mình cho các bạn xem nha. Đấy, đây. Ok, đây là các bạn đó. Con cái thì bộ phận sinh dục với lại hậu môn của nó thì hầu như là gần nhau luôn đó, và nó sẽ không có hai cái hòn bi hai bên nha. Đây là con cái đó, rất là dễ xem luôn đó. Đây là con cái nha, các bạn lưu ý nha, làm cái lỗ hậu môn với lại bộ phận sinh dục của nó là sẽ gần nhau luôn đó, và coi như là sát nhau luôn á, là con cái. Ok, rồi xong con cái nha. Thì hồi nãy mình quên nói với các bạn á, là các bạn để mà các bạn phân biệt được cái á, mà dễ dàng á, thì các bạn chờ nó, đợi nó khoảng là 1.5 tháng tới 2 tháng là các bạn dễ phân biệt nhất. Còn mà nó nhỏ nhỏ ở dưới 1 tháng á, thì các bạn khó phân biệt lắm. Tại vì mà chuột mà nó còn nhỏ nhưng chúng ta phân biệt nó cũng rất là khó, tại vì cái bộ phận sinh dục với lại hormone của nó chưa có hoàn thiện hết đó các bạn, cho nên là các bạn rất là khó xem luôn. Với lại chuột mà nó còn nhỏ mà chuột đực á, thì nó chưa có hai hòn bi đâu, cho nên là các bạn rất là khó coi đó. Ok, thì các bạn muốn dễ coi thì các bạn cứ đợi nuôi nó khoảng 1.5 tháng tới 2 tháng là các bạn sẽ dễ coi, rất là dễ coi luôn đó. Rồi bây giờ tới cái con đực này nha.
Đực thì thấy nãy giờ nó nhoi quá bạn ơi. Con đực á, thì nãy mình có nói là bộ phận sinh dục với lại hậu môn của nó là sẽ xa nhau khoảng 1 cm nha, khoảng 1 cm đối với cái dòng campbell, những dòng nhỏ. Còn bia thì nó có thể hơn 1 cm một tí, tại vì bia là dòng lớn mà các bạn. Ok, rồi đây là con đực nè. Ok, đó, như các bạn thấy không, cái này là bộ phận sinh dục nè, đó, hậu môn nó ở phía dưới nè và nó cách xa nhau 1 cm. Các bạn để ý rõ là các bạn sẽ thấy thôi. Đó, khoảng 1 cm, con này thì hơn 1 cm một tí các bạn. Và nó sẽ, con đực á, thì nó sẽ có hai hòn bi. Đó, nó nhô lên như thế này. Con này á, thì mình nuôi cũng được 2 tháng rồi, 2 tháng mấy rồi, cho nên là rất là dễ xem luôn. Đó, các bạn thấy, nó nhô quá các bạn ơi. Con này thì nó hiếu động hơn con kia cho nên là hơi khó xem. Đó, thì các bạn cứ lưu ý, con đực là bộ phận sinh dục với lại hậu môn của nó là cách nhau khoảng 1 cm. Đó, khoảng 1 cm nha. Và cái độ tuổi của nó càng lớn á, thì cái hòn bi của nó nhô ra càng rõ cho các bạn xem ha. Còn mà nếu như mà dưới 1 tháng á, thì rất là khó xem, con đực nó cũng vậy, con đực dưới 1 tháng rất là khó xem. Còn con cái á, thì bộ phận sinh dục với lại hậu môn của nó là gần nhau luôn. Đó, thì con cái thì nói chung là dễ xem hơn con đực, tại vì con cái thì lớn nhỏ thì nếu như mà nó hơn 1 tháng tuổi á, nó hơn 1 tháng tuổi khoảng 2 tháng á, thì bộ phận sinh dục nó vẫn gần nhau luôn là con cái đó. Thì các bạn chỉ có một cách duy nhất là xem bộ phận sinh dục của nó với lại hậu môn của nó thôi, chứ các bạn không còn cách nào để mà biết được được cái hết đó. Màu lông của nó thì nói chung á, là để cho đẹp với lại cho nó một cái tên vậy thôi, cho nó đẹp vậy thôi đó. Còn cái màu lông của nó thì nói chung là không có phân biệt được được cái đâu nha các bạn. Ok rồi, thì nói chung thì cũng đơn giản thôi. Nói chung là các bạn chịu khó coi một tí đó, với lại các bạn coi ngay đúng cái thời điểm của nó mà lớn lớn một tí thì các bạn sẽ ghép được. Và mình nói thêm nữa là có nhiều bạn hỏi là khi nào mà hamster ghép được á, thì các bạn nuôi khoảng đâu đó là 1-2 tháng, các bạn nuôi khoảng 2 tháng đi rồi các bạn hãy bắt đầu ghép nha, hoặc là hơn 2 tháng một tí cũng được, chứ các bạn đừng có nên ghép sớm quá, thì ghép sớm quá thì nó sẽ còn nhỏ thì nó cũng không được ok cho lắm. Thì các bạn đợi khoảng 2 tháng thì các bạn ghép thôi ha, chứ đâu cần gấp gì đâu. Mình nuôi muốn sinh sản, nhưng mà những người nào mà người ta mua bán chuột mà người ta ghép để đẻ thì người ta có thể là người ta cần nó đẻ nhanh. Còn những bạn nuôi chơi á như mình vậy thôi thì các bạn không có cần gấp gì đâu ha. Rồi ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Và nếu như mà thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình. Đó, và các bạn còn muốn mình giải đáp câu hỏi gì nữa thì có thể inbox ở phía dưới và mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.